Hello cả nhà nha. Hôm nay hai anh em em lại tiếp tục đi săn bắt ong ruồi này nha cả nhà. Ngày mới em xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, làm ăn luôn luôn thành công nha cả nhà. Tới đây em cũng phát hiện được ổ này nha cả nhà. Giờ để em rong vô em bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha. Mình làm việc chứ. Ra vô nấy thấy ra vô mạnh. Ra nè. Làm mấy? Nhấp đi. Làm mình ôm vậy. Đây cả nhà, ổ ong nó nằm trong đó. Đen thì mới đi lết rum xong cả nhà. Em về em tẻ cho nó chống chống bất lợi đen vô, giờ đứng lên bắt nó nha cả nhà. Ngày mới thì em chào tất cả cả nhà nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Trời hôm nay thì mực nắng lắm cả nhà, sáng sớm thì ở mù mù, cứ trưa thì nắng gắt lắm, ngày sáng thì ở mù mù. Anh em thì mới được vô tới điểm rồi, phát hiện ong luôn. Ổ thì cũng bự cả nhà, mà không biết mặt mẹ khu này sao. Ai chặt thấy tô dâu rồi đó. Đen mới phà thấy tô dâu rồi nha cả nhà. Ổ cho ổ trong kia tô dâu, ổ và đen cũng tô dâu luôn nha, đó đen xù lùi luôn. Yêu nghệ với rong lâu với kéo lục lắm. Và để đen tẻ vô bắt hay ra thằng quay cho cả nhà coi, trong này cũng rậm tối quá, quay cũng không có rõ, để bắt xuống rồi ra sáng em quay nha cả nhà. Cắt cái đồ kìa cả nhà, đây nè. Chị gầy quá, chị gầy tẻ quá lâu luôn. Để đèn vũ là coi giúp chừng thầy, em thấy nó khô quá nha. Nó không giữ thôi nha. Ông này ở trên là tô dâu luôn, lớp chân nghĩa khô rồi. Rồi ổ đầu tiên em nhắc cái vỏ là đi tiếp gặp ổ bự nào khác để em quay cho cả nhà coi nha cả nhà. Sau đây em cũng phát hiện được ổ này nha cả nhà, nó đóng trong gốc đó nha, nó đang trong gốc kia đó cả nhà, đang trong cả nhà xem. Giờ có cửa lên này, đứt chung qua nằm lên này mà tỉa không thấy luôn cả nhà, nó đóng nước chiên gốc đó đó. Camera còn thấy kìa, tôi thấy nè máng gốc chè đây nè thấy nè. Nó nè rồi, để bắt công sản lên cắt quay cho cả nhà, xuống quay cùng mặt cho cả nhà xem thôi nha. Không ạ. Cắt xuống rồi nha cả nhà, một mặt cũng được rồi nha cả nhà, không có được ngon. Khô chân rồi, khô chân rồi nha cả nhà. Vô vỏ rồi, em ráp vô vỏ đi tiếp, vừa có quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Em nãy giờ đi trong cái luồng tre đó mới ra cả nhà, được hai ổ. Ông thưa quá, ông chưa về với lại mặt yếu nữa nha, chạy ra đường ngoài đây nè. Em phát hiện được ở trên cây me này được một ổ bự nha cả nhà, ổ cũng trọng đại cả nhà, đang leo lên cắt xét đồ luôn, hàng rào đất thì đã tắt trống cả nhà, không có nhà.
nhà phải phóng vô rào cái nhà, cái me đèn trên kia không biết mặt đẹp không nữa. Sáng các hai ổ này thì mặt bị bứt chân cái nhà, chuẩn bị nó vô ké lại nữa. Rồi để đèn bắt xuống rồi em quay khúc mặt cho cả nhà coi nha. Cắt xuống được rồi cả nhà. Mặt thì ổ già quá già luôn mà sâu luôn nha. Đó, nguyên cục bông gòn. Tô dâu đều luôn nha cả nhà. Ổ quá dài. Nở hết con luôn rồi. Vàng chúa nở có mấy chục con luôn, nó tách bày luôn cả nhà. Thôi nguyên cục bông gòn chắc nhất luôn. Rồi để em nhắc cho giỏi đi tiếp nha cả nhà. Gặp ổ khác thì em quay cho cả nhà coi nha. Tàn này bỏ luôn cả nhà, không nhắc lại cả nhà. Nở hết con rồi. Nắng dữ à. Sáng mù mù giờ nắng dữ à. Rồi, cô giỏi đi thôi. Cái gỗ nữa nha cả nhà. Giờ mình bắt à. Ô, con nhỏ à. Mặt lù vô lắm nha cả nhà. Xuống luôn cả nhà. Em cắt ra em quay cho cả nhà cùng xem nha. Cắt ra nha cả nhà, mặt quá đã luôn cả nhà. Bịt kia nữa. Quá xuống luôn. Nụ đá lắm nha cả nhà. Rồi, giờ em ráp vô giỏ em đi có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Tới đây thì phát hiện được một ổ cả nhà. Một ổ ong nha cả nhà. Mới ăn cơm xong camera mời với ta. Mới ăn cơm xong, anh em mới ăn cơm xong thì chạy ra cả nhà. Đi vô cái luồng le mới này thử. Thì nói chung mà anh em đồng nghiệp thì cũng có cắt dấu cắt rồi cả nhà. Cắt dấu cắt này cũng chắc cũng hai tầng mấy cả nhà. Tới đây thì thấy dấu rong lên, nhưng mà chắc ổ này đợt trước mới về nên anh em đồng nghiệp chừa lại. Giờ em vô coi thử coi nó có mặt chưa cả nhà. Nghe đen nói sao mặt yếu quá. Bị đứt xong rồi ơi. Giờ này chưa nắng lắm nha. Bị xèo hả? Không được thì đi qua coi mấy bù le kia nó giọt. Trên này chắc khô quá rồi. Giờ kiếm chỗ nào nước nước đi cả nhà. Như ra tháng này nắng này, ông cứ dồn nước không. Nói chung suối này cũng còn ẩm chứ không có đỉnh, nó nổi khô lắm. Mà tại ông nhiều khi có cục mặt ngon, có cục mặt dở nha cả nhà. Chứ không phải là cục nào cũng ngon đâu. Hên ngày qua hai anh em đi trúng ngày hôm qua thì hên này đi nhầm cục đó. Thì ông mặt nó ngon. À. Nó bị gì bức chân hay gì? Chắc rút ké ra. Gặp được ổ ong nó mừng muốn chết mà còn mặt dở nữa. Sáng giờ đi trong vỏ 1, 2, 3, 4 ổ cả nhà. Sáng này, có 4 ổ ong rồi. Ây da, ây da. Ây da. Xa. Biết nhảy luôn. Thư ơi. Chết rồi cả nhà. Xuống lẹ đây. Gửi kim phụ quá. Đang cầm máy quay đâu có đi được. Quay đây. Nhập ổ ong đó, chụp vô cái bọng. Phải cái đây. Bú luôn ha. Mặt ngon lắm nha cả nhà. Em nó giỡn đó nha. Mặt khá ok. Nha. À, giờ em ráp vô vỏ đi có quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Ổ này cũng mới đóng rồi nha cả nhà. Có ổ nữa nha cả nhà. Mặt thì nói chung là khá là ok nha cả nhà. Rớt cùng mặt trên. Cầm vậy vũ nó rớt. Vũ ngược cái lại. Nó ờ. Bao thôi đi sao vậy? Rớt luôn rồi. Lấy ra luôn.
cỡ đó giật ra đâu, giật mạnh ra mà sợ nó đau hết. Gì vậy à, nó mới bảo buông gì. Lần đầu tiên ổ đực với ổ cái hay ổ kết hợp? Hay ổ kết hợp nha cả nhà. Hai ổ kết hợp với nhau rồi. Đồ, ổ này kết hai cái em vô vỏ luôn nha cả nhà, tại ổ non quá em cũng tưởng nó hút mặt em không quay nha. Thật cái gì không luôn. Đây em phát hiện đường ổ này nha cả nhà, đóng ngay chỗ gốc này, này nha cả nhà. Đó, cục tiền điện đó cả nhà, để bắt công sản vô cắt luôn, quay cùng mặt cho cả nhà cùng xem nha. Để bắt công sản cắt ra em quay thành quả cho cả nhà cùng xem nha. Bằng sáng cắt ra này nha cái nhà. Cái tay này trắng, cục mặt thì dẹp. Đây đó luôn, đó nè. Đây. À, bộ mặt quá đã luôn cả nhà. Quá sướng. Ngon lắm bộ. À, cục mặt ca. Quá sướng luôn cả nhà. Cái này từ bự rồi đó. Cứ từ từ mà tăng hưởng. Mặt nó tròn giống luôn cả nha. Ít chém không? Ít. Rồi, giờ em tranh thủ em ráp vô em đi có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Tới đây phát hiện được ổ cả nhà. Lắm một cái lùm dây. Nó nằm trong đó cả nhà. Cái tên tiếng nè. Ổ tơ luôn đây. Đồng nghiệp trước đi cắt nó đóng lại không nha cả nhà, cho em ăn tổ tơi không à. Nó lắm rồi. Tơi tơi nha. Thôi cục mặt bè coi. Cục mặt ít quá. Nha cả nhà. Cục mặt quá rã rồi cả nhà. Xuống xuống xuống. Xuống nhẹ. Dũng ra cái này. Ừ. Xỉ ngủ. Hả? Xỉ ngủ. Đá lắm nè cả nhà. Dạ. Nó trăm ngàn đầy hết rồi cả nhà. Nó cũng trăm ngàn đầy rồi. Đầy số. Lâu lâu cái nó lừa em cái cả nhà. Em nhìn bụi le quá nhìn nó đóng đóng cả nhà. Qua đây đóng bụi lùm. Nhìn lên thấy. Lùm nó đến cái trà sâu. Lo mười cái bụi le không. Bỏ bụi lùm này là xong rồi cả nhà. Bỏ ổ này cũng là cách sĩ đó chứ. Ổ tơ ngon lắm cả nhà. Chuẩn bị bít nắp nha. Ừ, dài một gen, đúng một gen luôn á trời. Rồi để em dắt câu giỏi đi tiếp cả nhà. Ổ khác nữa em giấy gặp giống ổ lớn giống ngày qua cứ chiều nữa nha. Quay cho cả nhà coi cho đó. Đang nói là bữa đây ăn ông khỏe lắm nha cả nhà. Ăn ông chưa bao giờ khỏe như bữa đây chơi gai, bữa đây đang chưa bao giờ khỏe như hôm nay á. Mấy người chị đồng nghiệp ăn trước rồi cả nhà, có lỗ có hang sẵn rồi, giờ chỉ là chua lên cắt rồi chui xuống chứ không có rong nữa nha cả nhà. Cắt rồi chui lên chui xuống con. Chơi gai mà không có chuyện chui xuống. Nó cũng lô rồi còn đỡ hơn là riêng. Riêng thì nó dội tẻ 20 phút lô, tẻ 5 phút xong rồi. Ông bự đây. Nó mà bên cái nhánh bên kia luôn cả nhà. Em đang đứng dưới cái hộp suối. Đó. Đứng trên cái gò trên kia, gò gõ cỏ trên kia. À, để đèn leo lên cắt sơ lại bắt xuống cho cả nhà coi nha. Để tỉa là cũng hơi lâu. Đèn cắt xuống được rồi cả nhà. Đây, có lá trống nữa. Ổ thì nói chung là cũng được cả nhà, dân dân mặt thì cũng ok lắm đó. Vũ là cái nè, rồi
Rất là giỏi, anh em đi tiếp vào nha. Đen nói lát cho bạn gặp ổ được quả một lít nha cả nhà. Đen như đang mơ hay gì chứ. Em đi. Nhưng mà gặp ổ lít rồi xong bóc bóc khỏi là quay ấy. Muốn quay lắm mà. Sao bị dính vào người. Ổ đâu hơn cái lít thôi chứ. Ổ đâu quay xíu nào nó người liền á. Rồi dắt cô giỏ cả nhà đi tiếp thôi. Nắng quá nắng nè. Tới đây cũng phát hiện được ổ thôi nha cả nhà. Nó đóng trong góc đó, cá nắng trời quá, em không có quay được cho cả nhà xem nha. Ơi, từ từ. Để em qua đây em quay cho cả nhà xem nha. Bên đây cắt rồi nè, lòng tay à. Ông này nha cả nhà. Bến tao không bơm thuốc luôn mà. Ừ. Bến không bơm thuốc luôn. Trời lắm đồ thấy luôn. Vô xuống rồi. Rồi để cắt xuống rồi quay thịt quả cho cả nhà xem nha cả nhà. Cắt xuống nha cả nhà. Mặt hơi yếu nha. Vô đây yếu chưa ta? Ông cũng giống một kia chứ yếu yếu không? Chúng ta cũng được, okay. Mặt cũng được nha cả nhà. Bên này cũng lớn hết chứ. Vậy đông á. À, giờ em ráp vỏ đi giờ có quay cho cả nhà xem tiếp nha. Tới đây phát hiện được ổ cả nhà. Đông như này nè, kinh qua kinh luôn cả nhà. Cái bụi tre đậm lắm cả nhà. Đó đó không đèn đèn đó. Chạy hồi chị em cũng thấy luôn cả nhà. Đó 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 đó. Đó. Đổi tài cả nhà, giờ hút mệt tôi hút hết nấu luôn. Mấy bụi kia đẹp đẹp không gì mà đóng rồi. Chui vô mấy cái bụi tàu lao đóng. Có già mặt cái rung. Thế ra cả nhà còn dày lắm cả nhà, tỉa chờ lâu lắm, để tỉa rồi xong mày cắt ra quay cho cả nhà coi nha. Cắt ra nha cả nhà. Lục qua nè. Ồ mặt quá đã luôn nha cả nhà. Cái gì? Cái vũ nó cũng làm kiểu luôn nha. Lấy kẹp kéo cắt gì. Chà, nó còn nhiều dữ rồi. Chà, mặt còn lắm nha cả nhà. Rồi, giờ em ráp vô vỏ đi cố quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Đúng rồi. Đường le này có ổ nữa nha cả nhà. Cũng nhỏ rồi nha. Mặt cũng ngon lắm nha cả nhà. Giờ này trời nó hơi chá nha cả nhà. Cả nhà xem thông cảm cho em nha. Rồi, để em cắt ra em quay cho cả nhà xem nha. Cắt ra nha cả nhà. Ồ, mặt cũng được nha cả nhà. Mặt thì nó mới chăm mà. Ổ còn non nha cả nhà. Giờ em ra ráp vô vỏ đi tiếp cố quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Đây phát hiện được ổ cả nhà. Trời chá quá chá. Đó cái nhà chỗ tay con út gì vậy nhà em che lại nha cả nhà. Có chỗ con út em là. Ồ đóng cục đen chỗ đó. Mặt trời chịu chá bên này chá vô cả nhà. Trời trời trời. Rồi để đen lên em té cắt xuống này cả nhà, cái chá quá quay cả nhà. Coi khó thấy lắm. Cắt xuống này nha cả nhà. Ồ mặt quá đã luôn nha. Quá nó chuẩn bị tôi vô. Quá nó có độc sáng thấy toàn chị không? Để em ráp vô vỏ đi có quay cho cả nhà xem tiếp nha. Em cũng ra tới xe nha cả nhà. Quá hôm nay hai anh em đi được như đây nha. 7 phần vỏ nha cả nhà. Chắc cỡ lít rưỡi hay 7 xị gì nha cả nhà.
mặt thì khá là ok nha. Rồi, em cũng xin kết thúc video đây luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Này, bye bye, chào tạm biệt cả nhà nè. Bye nhờ, nhờ quá nhờ, nhìn này hết nấu luôn.